Là trung tâm của tỉnh Đồng Tháp, thành phố Cao Lãnh là nơi hội tụ các điểm du lịch, lịch sử, văn hóa, tâm linh, cùng những vườn cây ăn trái mát lành và nhiều món ngon mang đặc trưng vùng sông nước. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo chân phóng viên Lê Giang để khám phá những địa điểm này qua phóng sự sau. Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, dù tọa lạc tại trung tâm thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, số 123/1 đường Phạm Hữu Lầu, phường 4. Song bước vào bên trong, không gian rất yên tĩnh, thanh bình. Đây là nơi để du khách tìm đến viếng thăm với lòng tôn kính, tri ân một nhà nho yêu nước thương dân, một nhân cách thanh cao, bình dị mà vô cùng tôn quý. Suốt cuộc đời không ham danh lợi, luôn lo cho nước, cho dân. Để tưởng nhớ công ơn của cụ Nguyễn Sinh Sắc, chính quyền và nhân dân Đồng Tháp đã xây dựng khu lăng mộ của Nguyễn Sinh Sắc để mọi người trong và ngoài tỉnh đến viếng thăm và thắp nén hương tưởng nhớ cụ. Công trình hoàn thành năm 1977 và được xếp hạng di tích cấp quốc gia vào năm 1992. Với tổng diện tích hơn 9 hecta, tổng thể khu di tích là một phức hợp kiến trúc hài hòa mang đậm dấu ấn sinh thái văn hóa Đồng Tháp, nơi để nhân dân Đồng Tháp nơi riêng và nhân dân cả nước về đây tề tựu nhân ngày lễ hội dỗ cụ Phó Bảng, dịp Tết cổ truyền, ngày kỷ niệm lễ lớn trong năm. Ngôi mộ cụ Phó Bảng được ốp đá hoa cương, nấm mộ màu xám tro in dị trên nền mộ bằng đá mài trắng hình lục giác không đều, mở rộng dần ra hai bên và phía trước. Trên mộ có một đỉnh trầm bằng đá ngũ hành sơn, ngày đêm khói hương thơm ngát. Khuôn viên lăng mộ có nhiều loại cây cảnh, hoa trái quý hiếm được bà con khắp cả nước mang về trồng lưu niệm. Đặc biệt là cây khế gần 300 tuổi nằm bên trái mộ và cây sọt hơn 300 tuổi nằm bên phải mộ. Một điểm nhấn trong khu di tích nữa là ngôi nhà sàn Bác Hồ được phục chế nguyên mẫu ngôi nhà sàn của Bác ở thủ đô Hà Nội. Tại đây, những hiện vật được tái dựng, sắp xếp chân thực, giúp mỗi du khách tìm đến có thể cảm nhận và hình dung được cuộc đời thanh đạm của Bác từ góc làm việc đến nơi nghỉ ngơi. Đây cũng là cách để những người dân miền Nam không có điều kiện ra thăm thủ đô Hà Nội vẫn cảm thấy như được thăm ngôi nhà sàn của Bác ở phủ chủ tịch khi đến tham quan khu di tích. Tượng đài sự kiện tập kết chuyển quân ra Bắc năm 1954 tại thành phố Cao Lãnh đã trở thành một địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng của thế hệ trẻ Đồng Tháp hôm nay. Với sự thuận lợi về vị trí địa lý, đường thủy lẫn đường bộ, tượng đài sự kiện tập kết năm 1954 đã trở thành địa chỉ tham quan du lịch nổi tiếng và góp phần quảng bá du lịch của tỉnh Đồng Tháp, thủ phủ đất sen hồng. Thị trấn Cao Lãnh, quận Cao Lãnh, tỉnh Kiến Phong được chọn làm điểm tập kết quân của khu vực Đồng Tháp 10 để đưa tiễn hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và cả nước nói chung, có ảnh hưởng mang tầm quốc tế. Vì thế, địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh, tọa lạc tại khóm 6, phường 6, thành phố Cao Lãnh, vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Việc đưa di tích địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh vào danh mục kiểm kê, khoanh vùng bảo vệ cũng như xây dựng công trình lưu niệm và công trình phát huy giá trị di tích, nhất là tượng đài tập kết ra Bắc năm 1954 tại phường 6, thành phố Cao Lãnh, nhằm ghi dấu sự kiện quan trọng của đất nước trong công cuộc đấu tranh chống xâm lược. Công trình tượng đài không chỉ ghi dấu sự kiện tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh, mà còn là một tác phẩm mỹ thuật với nhiều chi tiết, biểu trưng và biểu tượng mang tính thẩm mỹ, có giá trị nghệ thuật cao. Hiện tại, tổng thể công trình di tích lịch sử địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh được xây dựng gồm nhiều hạng mục: tượng đài và phù điêu, bờ kè, sân lễ đài, đường nội bộ,
hoa viên cây xanh, hồ nước, cấp điện chiếu sáng. Nhìn chung, địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh có ý nghĩa lịch sử, chính trị, văn hóa to lớn, ghi lại dấu ấn sự kiện tập kết chuyển quân ra Bắc năm 1954, là địa chỉ đỏ góp phần giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Đây cũng là nơi tham quan học tập sinh hoạt truyền thống cho học sinh sinh viên, lực lượng vũ trang, người dân trong và ngoài tỉnh. Đền thờ ông bà Đỗ Công Thường là di tích mang nhiều giá trị vật chất lẫn tinh thần đối với người dân Cao Lãnh nói riêng, Đồng Tháp nói chung. Ngày 8 tháng 7 năm 2019, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có quyết định xếp hạng mộ và đền thờ ông bà Đỗ Công Thường là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Đền thờ ông bà Đỗ Công Thường là di tích lịch sử văn hóa, thể hiện tín ngưỡng của nhân dân đối với vị tiền bối đã có công khai phá, tạo dựng làng mạc và hình thành nên địa danh Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp ngày nay. Lễ dỗ ông bà Đỗ Công Thường là dịp để thể hiện lòng thành kính của người dân thành phố Cao Lãnh đối với bậc tiền nhân đã có công xây dựng vùng đất Cao Lãnh. Đây cũng là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Đồng Tháp nói chung và thành phố Cao Lãnh nói riêng. Lễ dỗ hàng năm được tổ chức trang trọng với những nét mới như mở rộng không gian tổ chức các hoạt động nhằm góp phần đảm bảo sự trang nghiêm khu vực đền thờ, đảm bảo về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.